Bây giờ nếu biết tu hành tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Con ơi hãy nhớ khuyên sanh chúng, Phật Thích Ca xưa cũng là người quyết tâm lắm bỏ tay đời đem thân sanh tử đội nơi nét bàn ngay giúp bỏ cả ngay vàng miếng ngọc hy sinh luôn vợ đẹp con cưng một lòng thành đạo xa thân diệt chi cũng bỏ chỉ cần từ bi thương sanh thương diệt chi chẳng hoàng tiền đau màu tấm mạng xem thường nhớ lòng đầy chú nghĩ thương Thích Ca cánh đạo danh dương khắp trần mà tu một con cứu thân vĩnh kiếp đổ được mình còn giấc mẹ cha quyền to một chiếc sẵn ra tất nhiên chở hết cả nhà xuất mi dấu Phật cổ đã ghi rõ lắm chân chúng sanh cần bấm đi theo chú hoa muốn tu đừng có sợ nghèo muốn thành Phật chứ năng theo lòng ta muốn diệt cả nhiễm hoa khó bò cố bỏ đi dù có mất công bán sơ có cần được lòng như được thôi chi cuối cùng sẽ nên hay học đạo lớn phải bền đạt khi muốn quả cao cần có công dày Thích Ca chứ quả Như Lai cũng nhờ chú cả công dày mà Phật thành được chúng sanh thành được nghi thanh giới khác nhau kẻ tình người sai cho ai thì cũng như ai đủ hình tội chính bởi mình tội may cũng do mình gọi hết may Phật đi Phật biết đường về mình đi mình lạc mu mê tại mình là kẻ người cố tâm ghi cuộc hỗn trần càng mê càng nước xa dần càng gây nghiệp chúng càng đần độn luân biết ác mộng phải bực tình gì thấy lắm đường thì chạy mau ra nếu tâm còn chút giận da sầu thêm nặng lòng càng nhiều tu phải tỉnh là điều trước hết học phải hành là việc đầu tiên ăn chơi năm mới vẫn việc tự lòng trói buộc tự nguyện gỡ ra
Phật độ người đâu kể công lao, hai tâm hồn rất giống nhau, vẻ giàu tình cảm Phật giao tình thương. Nghĩ một lát ha. Quá hay rồi. Con đọc giảng thầy, rồi con đọc qua giảng thân sĩ. Con nghe thấy giảng câu hay hay không? Dạ, rất là hay. Hay là sao? Là nhìn là đọc lên là người ta nghe là người ta giác ngộ tu hiền đó ha. Dạ. Vậy mà người lớn hơn con có một số bây giờ còn chống ông thân sĩ tới bây giờ đó con. Chống tới bây giờ đó. Mà kính thưa quý vị, thì Hoài Thương thấy một điều rất là đặc biệt khi mà cháu Quyết cắt cái giọng đọc lên, thì Hoài Thương có nhìn sang chú Ba, thấy chú Ba đó là rưng rưng nước mắt, phải không chú Ba? Chú cảm nhận như thế nào về cháu Quý trong cái buổi đọc giảng, và cũng như cháu thấy, con thấy chú là muốn rơi lệ quý vị, thật sự là đã rơi lệ luôn rồi chứ không phải là muốn nữa quý vị mình. Một điều rất là đặc biệt mà Hoài Thương đó là khi mà nghe cháu đọc thôi á, là cái nỗi niềm nó cũng có trong đó luôn quý vị. Thì chú Ba có thể chia sẻ một chút xíu nào đó về cái nãy không chú Ba? Thì cái chính á, là cái vấn đề mình nghe kinh giảng mà mình cảm động á, là cái câu kinh tiếng kệ đó là thúc giục mình, thứ nhất là trong cái đường này đường giải thoát, mà con hay nói về vấn đề cái tình Phật thương chúng sinh, lo cho chúng sinh. Cho nên vậy mà chú nghe chú rất cảm động, là bởi vì tất cả người tu hiện nay nói chung phải làm sao học theo hành của Đức Phật, tức là chung quy bao nhiêu kinh giảng là tam tàng giáo điển của Đức Phật hay của Đức Thầy cũng không chỉ đều gom cái chỗ là thương chúng sinh. Cho nên cái đường giải thoát là chúng sĩ thường hay nói cái vấn đề đối với Phật, đối với chúng sinh đó. Cho nên vậy chú nghe chú cảm động. Cái thứ hai là cái vấn đề á, đứa trẻ này bây giờ ở đây trên cái miền Tây của mình á, một số bây giờ nói chung nó vẫn còn chống thanh sĩ, nó nghĩ rằng cái vấn đề trung thành với thầy là chỉ đọc giảng thầy thôi, chứ còn không phải là ngoài giảng thầy ra, tức là mình phản thầy. Nhưng mà cái ý của ông Phật á, xuống cho dưới cõi trần này, xuống cho chúng sanh tu, muốn cho chúng sanh giác ngộ, muốn chung chúng sanh là bỏ ác về thiện, cho nên ác về thiện, cái mục đích của chư Phật thì thế thôi. Cho nên vậy mà kinh của Đức Phật cũng là chuyển chúng sanh từ con người không trở thành thiện, ác trở thành thiện, xấu trở thành tốt. Thì giáo lý Đức Thầy hôm nay cũng lấy từ trong kinh điển của Đức Phật viết ra, cũng làm sao cho con người từ ác trở thành là thiện, từ con người xấu trở thành tốt. Thì tất cả những cái lời của Đức Thầy nó khác cái lời văn của Đức Thích Ca Mâu Ni Thuyết bên kia ở Ấn Độ cách đây mấy ngàn năm, nhưng mà cái ý cũng không ngoài gì hơn là đưa con người đến chỗ thật tốt. Và cái ý của Đức Thầy á, đưa con người đến chỗ thật thiện, đưa cho tất cả chúng sanh đến cái chỗ là tâm từ bi, thương lo tất cả chúng sanh đều như là cần cù. Cho nên Đức Thầy tóm tắt thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thì chính cái điên là lời văn của kinh điển như thế, tuy là không y cái lặp lại cái lời văn của Đức Thầy, nhưng cái ý cũng là làm cho chúng sinh này là cải ác phục lương, và coi như đến chỗ toàn chân thiện mỹ. Như vậy thì cái lời của Ngài Thanh Sĩ nói chung là sở dĩ mà bây giờ đó cả thế giới người ta nghe, là bởi vì mình là tín đồ của Đức Thầy. Cho nên những cái câu Đức Thầy nói sâu đó, nói sâu màu đó, là đạo Phật là thẩm thâm dĩ tiền đó, danh ngôn chết để cái chép để gạch đàn tiên đó, vô thượng thẩm thâm dĩ tiền, danh ngôn chết để gạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, chỉ thích văn tự dụng giải viên, hoặc là một chánh mạng chúng sanh ai hỏi, là cho hồng linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dập tánh thần tầng ấy mới thể về cực lạc. Như vậy những câu đó đó, mình là tín đồ ruột của thầy, tu sĩ tu 20 năm mà cái lời đó đôi khi mình còn chưa hiểu. Như vậy thì những người ở miền thứ, những người nước ngoài, họ từng chưa đọc giảng của thầy, cái kinh Phật họ chưa coi, mà những cái câu sâu vậy đó là họ không hiểu, mà đọc giảng thanh sĩ họ tự hiểu. Ông thanh sĩ là giải nghĩa kinh Phật, giải nghĩa giảng của thầy. Cho nên vậy mà cái dụ như cái tâm đi, bây giờ tăng chúng tham thiền theo cái pháp thiền đó, theo tăng ông tham sĩ mới là tăng chúng phải tham thiền đúng cách, làm sao thống nhất tinh thần, mắt tai mũi miệng ý thân gom về một chỗ thật chân như lòng,
dình thế không phải trong chốc lát mà phải dình cho được luôn luôn, một khi như nước trên nguồn là chảy luôn không dứt là nguồn đạo minh. Con ơi nhớ chặt dình lấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiệu năng, nếu còn tưởng quấy nghĩ rằng chấp tay hồn mãi không vui gì. Việc hành đạo bất kỳ mau chậm mà lôi lòng động tỉnh khiến ra, động còn thì đạo càng xa, tỉnh thì càng sớm được đạo nhà sớm thông. Cho nên mấy ông tăng ta coi bên pháp thiền ta ngồi, ta kinh Phật đôi khi ta không hiểu, mà cái đọc cái đoạn giảng kinh chỉ này người ta hiểu. Cho nên vì vậy mà hôm nay đó, về vấn đề đứa bé này mới 13 tuổi, nó thuộc giảng Đức Thầy là anh em cũng ca tụng, mà bây giờ nó quay ngang nó thuộc giảng Đức Thầy, ai ông Thanh Sĩ. Mà 13 tuổi nó dốt, mà hỏi nó tại sao hay, là hỏi nó là cái vấn đề tác gì, tác động của giảng Thanh Sĩ là khuyến con người đi vào ăn hiền ở lành, và cái vấn đề bỏ án tùng luôn. Như vậy thì đứa bé ba lớn mà nó vẫn được là nhận thức được cái ý của ông Thanh Sĩ là đúng đưa chúng sanh đến cái chỗ là tốt hoàn toàn, là thành Phật á. Như vậy thì đứa trẻ ba lớn ấy còn biết, một số trên là cộng đồng mạng nó vẫn còn bình luận, nó chửi chú với chửi ông Bông Nhân Hoàng, như ta phản bác hay là phản bác, nói vấn đề phản thầy. Nhưng mà phản thầy là khi nào mình làm ác mới phản thầy, và mình là con người hung tàn bạo ngược mới phản thầy. Một con người mê đắm cõi trần không giác ngộ giải thoát mới gọi là phản thầy. Mà miễn bất cứ cái lời văn nào mà có cách làm cho con người tu để thành tiên tác Phật đều là chân lý hết. Nhưng mà con thấy là Ngài Thanh Sĩ là theo như một cái tên gọi chính là cậu hai, một cái tên thân thiện đó, thì Ngài cũng là một đệ tử trung thành của Đức Thầy à. Và Ngài đó là có viết ra là rất là nhiều bộ rất là hay, Lời Vàng Trong Mộng, Hiển Đạo hay là Con Đường Giải Thoát này kia đó. Thì những cái bài đó là những cái ngôn từ của Phật và của Thầy, thì đôi khi đó là những cái lời đó là Ngài đấy giải cho mình ra nó rõ hơn chút xíu, phải không chú Ba? À, có nghĩa là chú nói trên mạng nhiều lần là ông Thanh Sĩ là giải nghĩa giảng Thầy, còn Đức Thầy thì giải nghĩa kinh Phật. Có nghĩa là giảng từ cao xuống thấp lại. À, có nghĩa là cái lời nào Đức Thầy nói ẩn ý là ông Thanh Sĩ giải cho nó hoạch đạt ra. Dạ. Rồi ta dễ nắm. Đó là cái ý của là Ngài Thanh Sĩ như thế. Thì đối với cái vấn đề hôm nay thì nói chung là vừa rồi chú cũng lên phỏng vấn cháu của Đức Thầy, đưa ra 4-5 cái điều kiện cho những người chống Thanh Sĩ và họ hết được chống rồi. Cái thứ nhất là cái vấn đề người ta nói Đức ông không công nhận Thanh Sĩ, cho nên vậy mà chính á, ông Nguyễn Giác Ngộ dẫn Đức ông lên, là dẫn ông Thanh Sĩ lên gặp Đức ông, là kêu Thanh Sĩ lúc đó mười mấy tuổi còn ngang Đức ông nói chuyện, là Đức ông thành cho phép ông là coi như đi truyền bá. Cha vậy mà Đức ông mới công nhận. Cái thứ hai đó là ông kể lại lúc nào còn hai đau, và mời với số tướng lãnh chở ông Thanh Sĩ lên gặp Đức Thầy. Nửa đường ông Thanh Sĩ chết, và mời nói thôi chở gì đi. Mấy người chào ga nói thôi để lên gặp Thầy coi sao. Đức Thầy xuống đứng bến tổ đình chào ông Thanh Sĩ tới. Ông Thanh Sĩ tự nhiên đắp chiếu chết rồi. Ông Thanh Sĩ quát chiếu ra ngồi dậy. Đức Thầy mới nói nếu thằng nhất này nó chết rồi, cái đạo của tôi ai truyền bá nước ngoài, cái đạo của tôi ai đứng ra để mà nhắc nhở. Cho nên vậy mà cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó, lúc mà cái vấn đề mà ông Nguyễn Giác Ngộ dẫn là ông Thanh Sĩ qua nhà ông Cả Mừng, mà trước đây Đức Thầy nói với ông Cả Mừng nói sau này tín đồ tôi có một người sáng để mà truyền bá cái đạo của tôi. Ông Cả Mừng mới nói người đó là ai sao biết thầy. Thầy mới nói thôi giờ lại xé lệnh đi. Đức Thầy mới giết Trần Duy Nhất. Ông Cả Mừng sợ thất lạc để lên Tam Bảo. Sau này Nguyễn Giác Ngộ dẫn cô Hành Sĩ qua nhà ông Cả Mừng đó. Ông Cả Mừng mới nói ông thiếu tướng, tại sao đi phò cái người thằng con nít, cái ý ông trong bụng nói vậy đó. Rồi ông Thanh Sĩ nói thôi ông Mừng ơi, Cả ơi lại Tam Bảo ông lấy miếng giấy mà thầy để lại cho ông đó. Thì bắt đầu là lấy miếng giấy đó ra, trong đó để là Trần Duy Nhất. Lúc đó là ông Cả Mừng mới bái viên được Thanh Sĩ. Đúng tên của hai Thanh Sĩ luôn. Đúng trả lời Trần Nhiếp luôn. Để làm vậy đó mà. Cái ngôi chùa Tây An Cổ Tự đó là bà Tân Sinh đó. Bà nói là câu Hùng Cứ Dứt Phan là quyết chiếm Tây An Cổ Tự. Tức là ông Hùng là Hùng Cứ là ông Bá Cứ, Dứt là ông Trần Duy Nhất, Phan là Phan Bá Cầm. Mà Phan Bá Cầm Đức Thầy cho cái chức ổng là Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, Đức Thầy gắn trọng. Mà bà dám nói vậy. Còn cái vấn đề mà cái vấn đề đó Tây An Cổ Tự á là sau khi mà được Đức ông cho phép ông Thanh Sĩ truyền bá và được Đức Thầy cái vấn đề nói thằng Nhất là chết rồi đạo tôi ai truyền bá đó,
là mới tướng lãnh, người ta mới hợp lại, là ông mới giác ngộ. Ông cả mừ, ông là cả đô, tất cả ông cả trong cái thời đó đó là coi như hợp lại, người ta mới cất cái đàn của mình. Cho nên vậy mà chính người ta biết ông Thanh Chỉ là Bồ Tát, cho nên người ta mới gom lại, người ta cất cái toan của tự. Cho nên vậy mấy câu liễn ta của tự đều là của ông Thanh Chỉ viết hết. Như vậy thì cái chùa của ta của tự là của ông Thanh Chỉ. Mà tại sao bà nói lại vấn đề hùng cứ nhất phan quyết chiếm tan cổ tự? Cho nên vậy mà đâu phải có ai đâu mà chiếm, mà ông Phật chiếm để làm gì? Cho nên từ vô đó mà lời nói chung cái ngông cuồng đó, bây giờ cái lời nói đâu có giá trị. Cho nên vậy mà mình cái gì chân lý nó có giá trị. Thôi bây giờ tiếp tục tập giảng Thanh Chỉ, tập tiếp. Có cái đoạn nào nữa con đọc nữa quý? Bữa nay ông lên đây hết tình với con, mà con không đọc là ông thất vọng đó. Mà như chú thấy là chú tặng cho con cái sợi chuỗi đó, con thích lắm. Bởi vì con thấy con là thằng niệm Phật nó giờ hoài á. Thích không? Thích à? Nhớ niệm Phật nghe, đó là kỷ niệm của chú tặng cho con đó. Rồi bây giờ ngồi lên. Thuộc bài nào đọc bài nấy tiếp tục. Để bữa nay có ông tới đây. Tiếp tục. Ông kiến thức tinh thần dán lên, ngộ đạo lên thêm, tinh tấn thêm. Nói chuyện rất là ngộ cái gì mà. Nói chuyện khác hơn cái đứa bình thường. Dạ đúng rồi. Tiếng Phật. Thuộc bài nào đọc bài đấy. Tiếp khúc nãy, nếu con nhớ là con làm thế giới thuyết phục con đó. Nãy giờ tâm linh như mày tao cũng quên tốt à. Mày nhớ là hay đó. Lớn hơn giận con mới hay con. Cú bất ngang trong già. Lòng âu sầu thân thể một âu,
từng để một phút nào rời thất. Phải tu luyện tinh thần xuyên suốt, đồng dưỡng nuôi hạnh đức đủ đầy. Cây công uống mãi cùng ngay, quay cố sửa hoài không. Học hỏi vốn là nền tri thức, sách kinh là cái nút tâm linh. Cần học hỏi đọc sách kinh giúp cho sức yêu của mình đồng gia. Lành kim chỉ như nhà thiếu cửa, mèo mà ngu như ngựa cái mù. Hiền minh chớ để hiền ngu lành, thì lành chi chớ tu xuống lành. Tu có hành giá danh châu bảo, tu không hành tiếng nhạo đá chai. Tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chân sai vào đâu. Chớ học nói ít câu hán từ, tự cho mình thấy chữ là lầm. Chữ đâu nghĩa đó cho thanh, chữ không nghĩa như câu khác nào. Đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương. Đức tài có đủ hai phương, lửa dầu buồn đủ ngựa cũng sẵn sàng. Đạo có hạnh mới gành học đạo, tu không hiền ai bao là tu. Cửa thiền ai quá mờ lũ vô, người giả đạo dối tu phận nhiều. Đạo không hành là tiêu diệt, đạo tu làm hư là đạo ngược tu. Mũ con có thể hết mồ tội, lường gạt Phật dễ dầu gì tiêu. Tội vô bi còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình bất xử không tha. Nếu tu không được thì ra cho mưu lấy đạo làm nhà buôn dân. Nghe bảo mù đại hương phòng tu dài, làm ác gian lành cái ác gian. Trái trời sao còn nắng chang, hãy người mù tất phải mang kiếp mù. Muốn người bị người thù khó trốn, nghe tổn hại người tổn hại mình. Nhân nào quả nấy công minh, người trong thành giới chớ kinh lũy trời. Con ơi Phật lập lời nói trước, nghe đời hạ quan vô phước thì nhiều. Nghe tê không những khó tiêu, và sầu trái lại dễ tiêu vào mình. Việc trả bao rất nhanh khó tường, sớm gây thì chiều hướng không lâu. Thần minh tuy chẳng thấy đâu, nhưng mà mỗi việc yêu tấu ngọc hoàng. Tội là tội phát gian có chuột, phước vị là lo công bằng giấy công cho. Lắm không người đọc chớ lo sai đặt. Không đọc quá hè, quá hè. Là tại sao? Có nghĩa là nghe quên, Phật quên hay gì hay là quên? Quên. Quên cái quả.
bài nào hay hay nhớ bài nào với thầy ra nó quên đọc giảng thầy. Nếu quên bên còn hai người đọc qua giảng thầy. Con quên thì đọc qua giảng thầy con. Thầy thấy con đọc mình. Đứa trẻ này nó theo cái linh tính của nó. Nó chứ không phải nó như bình thường. Giống như con cái vấn đề điển nha, người ta gọi là điển đó. Có bề trên gia hộ. Rồi con tập trung đi, tập trung đọc bài giảng thầy nữa là ông về. Bởi vì ông là coi trên mạng đó, là cái mạng của ông người ta coi nhiều coi con nha. Đó. Mà là ông tới đây đó là dữ lắm rồi đó. Con phải tập trung đó là bữa nay khỏi phải là phụ lòng của ông. Cái này cho thế giới mà con tập trung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.